Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng thầy. Bài trên phúc âm theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán rằng: Chiên tôi thì nghe tiếng tôi biết chúng và chúng theo tôi cho chúng được sống đời đời, chúng sẽ không bao giờ hư mất, và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay tôi. Điều mà Cha tôi ban cho tôi thì cao trọng hơn tất cả, và không ai có thể cướp được khỏi tay Cha tôi. Tôi và Cha tôi là một. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô. Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta mừng lễ Chúa Chiên Lành, tức là chúng ta trước hết tung hô chính Chúa mình là chủ chăn của mình, và tung hô Chúa mình, chúng ta nhìn nhận người là mục tử tốt lành, cho nên chúng ta gọi người là Chúa Chiên Lành. Và kế đến, chúng ta cũng biết rằng trong hội thánh, từ các thánh tông đồ và nay những kế vị của các thánh tông đồ, hàng giám mục, rồi sau đó là những cộng tác viên của hàng giám mục, là các linh mục nói riêng, là những người cũng được gọi là mục tử, không có nghĩa là các ngài ngang hàng với Chúa Giêsu, nhưng có nghĩa là các ngài học lấy và rút ra từ chính vai trò mục tử của Chúa Giêsu, từ chính vai trò chăn chiên của Chúa Giêsu. Có điều là chúng ta một cách dễ dàng gọi Chúa Giêsu là đấng chăn chiên lành, là mục tử tốt lành, nhưng chắc chắn chúng ta sẽ không dám đặt trên môi miệng mình một cách dễ dàng, nhanh chóng khi gọi các mục tử đi theo Chúa Kitô là mục tử tốt lành hay là mục tử nhân lành một cách dễ dàng. Tôi nói là một cách dễ dàng, thưa anh chị em. Vậy cho nên chính vì các mục tử trong hội thánh đang đại diện Chúa Kitô, dẫn dắt đoàn chiên của Chúa, lãnh đạo hội thánh, mà khi người ta nhắc tới vai trò của các ngài thì hai tiếng tốt lành hay hai tiếng nhân lành cần phải khéo léo để đặt lên môi miệng mình, thì đúng là đời sống của các mục tử phải cố gắng hơn nữa, phải khác hơn nữa, phải nhiều lúc trau dồi hơn nữa. Chắc anh chị em đồng ý với tôi những điều như thế chứ? Là bởi vì sao vậy? Thứ nhất, chúng tôi dẫu có được gọi là mục tử, dẫu có được gọi là những kẻ chăn chiên, trước sau gì cũng chỉ là những con người y như anh chị em, vẫn là những thứ phàm hèn, là vật mọn. Cho nên chỉ khác chăng là chúng tôi mang lấy sự thánh hiến và được thánh hiến bằng việc chúng tôi phụng sự Chúa và được trao cho mình chức vụ thánh chức mà không bao giờ mất đi được. Dẫu chúng tôi có tội lỗi cách mấy thì thánh chức ấy không bao giờ mất đi được. Ngày mà anh em chúng tôi quỳ xuống trong tay giám mục và người sức dầu thánh hiến để trao thánh chức phó tế hay linh mục cho chúng tôi, thì cũng là ngày ấy chúng tôi mang lấy ấn tín đời đời. Chức thánh không bao giờ mất đi, không bao giờ xóa đi được. Và vì chúng tôi mang lấy những huyền nhiệm thánh thiện lớn lao trong cõi lòng mình, trong tâm hồn mình,
và sử dụng nó để chúng tôi trở thành những người lãnh đạo, để trở thành những người cai quản. Mà vì sự cai quản, vì sự lãnh đạo ấy, chúng ta gọi là những mục tử, gọi là những kẻ chăn chiên. Thì chúng tôi phải là những người học theo đường lối của mục tử duy nhất của chúng ta, Chúa Giêsu Kitô. Cho nên ngày hôm nay Hội Thánh đề ra để mọi người hướng về các linh mục nói riêng và tất cả những người sống đời ơn gọi nói chung, nhắm không phải là để ca tụng họ, không phải là để một tí nữa rồi chúng ta đem quà tới gọi là mừng ngày mục tử, không, mà chúng ta có thể tặng quà khác, đó là lời cầu nguyện của chúng ta. Nhưng thưa anh chị em, nếu nói rằng hàng giám mục, hàng linh mục có những lúc sai sót bởi vì các ngài vẫn chỉ là con người, thì chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng có những lúc chúng ta cũng phải xem lại chính mình. Với nếu chúng ta sống bên cạnh nhau thì không ai hoàn thiện cả. Vì thế cho nên cả những người đứng trên vai trò lãnh đạo trong tinh thần, trong đời mục tử, lẫn những người được coi là đoàn chiên, tôi xin lỗi anh chị em vì đó là từ ngữ chung của Hội Thánh. Chứ nếu mà gọi là đoàn chiên mà coi anh chị em như những con chiên thì chết rồi. Không, coi anh chị em là những linh hồn mà chúng tôi phải săn sóc đặc biệt. Thì như thế cả người lãnh đạo lẫn những người được coi sóc phải nhìn lại mình hết, phải nhận diện lại bản thân mình hết. Tôi là ai? Tôi đã sống thế nào? Tôi đã làm gì? Và đức tin của tôi, lòng mến của tôi, tình yêu của tôi đối với Thiên Chúa, đối với Hội Thánh này ra làm sao? Cho nên nếu ngày nào chúng ta không xem lại bản thân, ngày nào chúng ta không phản tỉnh để có những suy nghĩ kịp thời, để có thể có những cách thức hành xử với nhau trong cuộc đời này dành cho nhau một cách đúng nghĩa nhất như Chúa muốn, ngày ấy chúng ta sẽ làm cho cả đoàn chiên tan tác, Hội Thánh không còn hiệp nhất và giáo xứ không còn gắn bó. Kẻ trên nói kẻ dưới không nghe, kẻ dưới bảo kẻ trên bất chấp, chắc chắn xảy ra điều đó nếu chúng ta không nhìn lại mình. Thưa anh chị em, nhưng có một cách để chúng ta nhìn lại. Bởi chúng ta nhìn lại cách nào thì rất khó, nhưng có một cách chúng ta nhìn lại, đó là soi mình vào đời sống của Chúa Kitô. Bởi sao vậy? Không có ai khác là tấm gương cho chúng ta cả. Cho nên khi soi mình vào Chúa Kitô, vừa là lời người dạy, đúng như hôm nay người nói chiến ta thì nghe tiếng ta. Bởi chỉ có ai nghe tiếng Chúa, người ấy mới trở thành chiên của Chúa. Cả những mục tử lẫn cả đoàn chiên mà mình chăn dắt, so với Thiên Chúa và đứng trước mặt Chúa Kitô thì tất cả đều là đoàn chiên. Chúng ta trong một vai trò là đoàn chiên được Chúa Kitô chăn dắt. Cho nên chúng ta nghe tiếng Chúa, trước hết là chúng ta nghe để theo người. Lời của Chúa là lời luôn luôn hướng dẫn chúng ta, làm cho ta đi trên con đường của sự thánh thiện, của ơn thánh. Rất tiếc là đời sống của người Công giáo, mình ngày nào cũng sống, ngày nào mình cũng gọi mình là người Kitô hữu, ngày nào mình cũng nói mình là người Công giáo, nhưng mấy lời Chúa chúng ta thuộc. Và mấy lời Chúa chúng ta thuộc rồi thì chúng ta lại ghi khắc nó vào lòng để mình sống.
Bây giờ mà tôi đưa một tờ giấy cho anh chị em, tôi nhờ anh chị em ghi ra một vài lời tin mừng thôi, chứ đừng nói tới lời Chúa. Mà lời Chúa anh chị em biết là cái cuốn sách Tân Ước nó dày hơn cuốn sách lễ này. Tức là lời Chúa thì vô cùng, nhưng chúng ta nhớ được mấy? Chúng ta đã nhớ chẳng hạn thì chúng ta ghi khắc được mấy để chúng ta sống? Vậy cho nên mình nói rằng mình nghe tiếng Chúa, và Chúa Giêsu đã từng phán rằng chiên ta nghe tiếng ta. Nhưng mà lời Chúa ta không thuộc, đừng nói là lời Chúa ta khắc ghi để ta sống, để làm kim chỉ nam cho đời mình sống, mà chỉ là cần thuộc thôi mấy lời Chúa. Nếu bây giờ tôi chấm điểm anh chị em bằng cách là tôi gọi bất cứ một ai đó trong nhà thờ này đứng lên, trừ thầy Sáu với lại các sơ ha, thì anh chị em sẽ trả lời cho tôi được bao nhiêu, và tôi sẽ phải chấm điểm anh chị em được bao nhiêu. Vậy tôi có quyền đặt ngược lại với anh chị em, đặt câu hỏi ngược lại khi Chúa bảo rằng chiên ta nghe tiếng ta, nhưng tiếng của Chúa, lời của Chúa ta không biết, ta không thuộc. Vậy có phải là chiên không? Có phải là chiên của Chúa không? Bởi vì chiên của Chúa thì nghe tiếng Chúa, ngược lại không nghe tiếng Chúa thì ta là cái gì đây? Cho nên cả những mục tử lãnh đạo trong hội thánh là những người giảng dạy hàng ngày, vừa là những người soi lại chính mình để có một đời sống, để có một đường lối cho hợp và cho đi đúng với những gì Chúa Kitô, Chúa chúng ta đã đi trước, để có thể gọi là nhân lành, để có thể gọi là tốt lành. Nếu không thì chắc chắn những người dù là trong đạo hay ngoài đời, nếu có đặt trên môi của mình mấy tiếng mục tử nhân lành, họ sẽ phải khó khăn để nói, họ sẽ phải suy nghĩ để áp dụng cho một vị nào đó đang lãnh đạo họ có thật nhân lành, có thật là tốt lành. Các mục tử coi lại chính mình, không trừ ai, từ hàng giám mục trở xuống. Và anh chị em, như tôi nói lúc nãy giờ, cũng phải có bổn phận, chứ không phải đòi chúng tôi rồi anh chị em cứ ngồi ngửa họng lên, chúng tôi cứ thả vào cái gì ăn cái đó được. Không, mà anh chị em cũng phải là những người trưởng thành trong đời đức tin. Vậy anh chị em phải lấy lời Chúa ra để chúng ta ghi khắc, phải lấy mẫu mực, chuẩn mực cho đời của mình là chính hình tượng của Chúa Kitô, người sống với Chúa Cha, người vâng phục Chúa Cha, người chết vì Chúa Cha. Tất cả đó là bằng chứng sống đức tin của chúng ta, và chúng ta hiểu được để chúng ta sống trong đời mình áp dụng những gì Chúa Kitô đã sống, và sống theo khuôn mẫu của Chúa Kitô, chúng ta cũng sẽ trở thành đoàn chiên của Chúa. Nếu không thì như Chúa nói, chiên ta nghe tiếng ta, tôi có quyền nói lại ngược lại với anh chị em, không nghe tiếng Chúa không phải chiên. Dù là ai không phải chiên nếu chưa nghe tiếng Chúa. Thứ hai, chúng ta nghĩ rằng, đương nhiên rằng, và hội thánh áp dụng đúng như thế theo nghĩa chặt, các linh mục, các giám mục là mục tử, đúng là thế theo nghĩa chặt. Nhưng thưa anh chị em, theo một nghĩa rộng nào đó, chúng ta là mục tử cho nhau. Và đây là kinh nghiệm, cảm nghiệm của đời linh mục của tôi. Tại sao vậy? Tại sao tôi dám nói chúng ta là mục tử cho nhau? Là bởi vì đi qua mấy chục năm làm linh mục, đi nhiều giáo xứ, tôi mới biết rằng chính anh chị em, nhiều người lắm
là tấm gương của tôi. Biết bao nhiêu những con người mà mình đã từng sống bên cạnh họ, mình thấy được bóng hình của họ, thấy được cách thức của họ, thấy được tấm lòng của họ. Và họ chính là tấm gương, họ chính là cái động lực thúc đẩy để mình sống đời ơn gọi. Trước một người đàn ông già nua đi không nổi nữa, thều thào nói với tôi rằng: thưa cha, ngày nào con cũng cầu nguyện cho cha. Anh chị em, nếu là những ngày bình thường, những ngày chúng ta có niềm vui, có hạnh phúc á, cái lời nói đó xem ra bình thường lắm. Nhưng mà nếu lòng tôi đang trải qua những khó khăn, những cô đơn, những vật vã, thì lời mà một người đàn ông nằm trên giường sắp chết kia thều thào: con cầu nguyện cho cha hàng ngày, tôi xin lỗi anh chị em về nhà. Có thể lúc đó tôi giấu, nhưng về nhà tôi rơi nước mắt một mình. Trời ơi, mình có những người, mình có những người ân nhân mà một đời mình không biết hết. Cho nên không chỉ chúng tôi là mục tử cho anh chị em đâu, mà chúng ta là mục tử cho nhau. Con cái trong nhà anh chị em cũng vậy. Đừng có ở trên áp đặt xuống: tụi mày phải nghe tao. Nhưng có những lúc con cái mình tốt mình học chứ, lời nói nó tốt mình thấy chứ, hành động của nó tốt mình phải theo chứ. Và đó chính là lúc chúng ta trở thành mục tử cho nhau. Và đó cũng là cảm nghiệm của đời tôi đấy. Ngày hôm qua chúng ta chôn táng ông cố Michael Hoàng Đình Có. Tôi không biết những giai đoạn trước đây khi tôi về xứ này thì ông cố sống ra sao, tôi bất chấp, tôi không cần biết điều đó. Nhưng tôi hỏi anh chị em, ít nhất những năm tháng già nua của ông, anh chị em thấy ông cố tốt không? Thấy tốt không? Anh chị em có ai phản đối cái lời này của tôi không? Nhưng chính tôi cảm nhận được rằng ông cố có tốt lắm. Bởi vì chính tôi đã từng gọi người thân của ông bảo rằng: ông cố xỉu rồi kìa, vác ông về đi. Mà nhiều lần như vậy, ngồi trong nhà thờ rồi gục luôn, rồi xỉu ngã luôn lên ghế. May là ngã lên ghế á, chứ nếu mà ngã xuống đất thì có thể nguy hiểm. Rồi có một lần tôi bị lo ra trên bàn thờ. Lúc đó tôi đã bắt đầu ra bàn thờ để bắt đầu thánh lễ rồi, thì tôi thấy ông cố đi từ ở ngoài cổng kia đi lên bậc tam cấp nhà thờ. Tự nhiên dường như ông cố vấp, ông cố vấp, ông cố, nghĩa là giống như chụp cái gì mà chụp trong không khí. May là cái vấp đó đã không làm cho ông cố ngã. Tôi khựng lại trên bàn thờ, tôi nhìn thấy tôi khựng lại, tôi bị chia trí. Nhưng tất cả những hình ảnh đó cho tôi điều gì? Thưa rằng một người yếu sức đến vậy mà họ vẫn, tôi vẫn nhớ hình tượng của ông cố kẹp cuốn sách ở nách mình đây này, là cuốn sách Kinh Phụng Vụ đấy, rồi bước vào nhà thờ dâng thánh lễ xong ở lại đọc Kinh Phụng Vụ. Cứ lặng lẽ, tôi nói thật là cuộc đời ông cố có lẽ là một cuộc đời lặng lẽ. Và nó cho tôi một bài học mà từ lâu lắm rồi tôi học, âm thầm học, chưa bao giờ nói ra. Nay ông cố đã khuất, đã về với Chúa, tôi mới dám nói ra. Bởi vì trước đây sợ ông chạnh lòng. Học cái gì nơi ông anh chị em? Trời ơi, một con người già nua đi không nổi, vướng vấp như thế mà vẫn đến nhà thờ lặng lẽ, cách mấy, sống một cách âm thầm cách mấy, ông cố vẫn không bỏ cuộc. Thì lẽ nào trách nhiệm của tôi, nhiều khi có những lúc đau lắm, có những lúc mệt mỏi lắm,
có những lúc muốn nằm ra nghỉ cho nó đỡ mệt, nhưng hình ảnh đó lại thôi thúc dậy tiếp tục dâng thánh lễ, tiếp tục ngồi tòa giải tội, tiếp tục làm phận vụ. Có chứ, có những lúc anh chị em làm tấm gương cho tôi chứ. Và đấy chỉ là một hai bằng chứng tôi kể thôi, còn biết bao nhiêu cái khác nữa. Anh chị em cũng trở thành những mục tử của tôi, dù trên danh nghĩa chính thức tôi là mục tử của anh chị em. Cho nên chúng ta đâu phải chỉ ở trên đi xuống dưới thì mình là mục tử đâu. Nhưng có những lúc chúng ta phải nhìn ngó xung quanh mình, những anh chị em sống bên mình, họ còn đạo đức hơn mình, họ còn thánh thiện hơn mình. Những lúc anh chị em nhìn ngó con cháu của mình trong gia đình, nó có cái hay, cái tốt, nó có những đức tính quý, chúng ta học chứ. Và những lúc như vậy, chúng ta mới thấy rằng cuộc đời này là cuộc đời vui lắm. Chúng ta sống và tương tác lẫn nhau, chúng ta sống và trao cho nhau, không chỉ miếng cơm manh áo, không chỉ miếng quà và lời chào, mà nó còn là biết bao nhiêu thứ. Nó nằm sâu trong cõi hồn, trong cõi lòng, nhưng nó quý gấp ngàn lần những thứ quà. Để chúng ta vững vàng trong ơn thánh mà Chúa trao cho mình, anh chị em có biết rằng những hình ảnh ấy có những lúc làm cho tôi phải ăn năn tội. Bởi vì trong chẳng hạn như tôi vừa mới suy nghĩ là thôi chiều nay hoặc là trong tuần này có lễ này, nhưng mà thôi sao thấy người nó mệt mỏi quá, sao thấy dường như mình đang cảm kéo dài quá, thôi chắc là ngày đó mình thôi không dừng lại, không làm việc đó. Thì chính những hình ảnh đó thúc đẩy làm, nó là động lực cho tôi phải cố gắng. Tất cả những điều đó chúng ta học lẫn nhau, và chúng ta trở thành những mục tử cho nhau. Xin Chúa ban cho chúng ta biết lấy Chúa làm trọng và làm duy nhất cho tấm gương đời mình. Kế đến, những ai sống quanh mình với lòng yêu mến Chúa, với sự thánh thiện, chúng ta cũng hãy học lấy để chúng ta bước theo Chúa của mình. Và thứ ba, chúng ta nhìn đến những mục tử trong hội thánh, chúng ta vừa cầu nguyện vừa nhận ra bằng chứng Chúa hiện diện. Bởi vì ngày nào ở giữa chúng ta còn có người ban bí tích, còn có người hiến dâng cho mình trong đời sống đức tin, ngày đó chúng ta may mắn còn có những người đại diện của Chúa ở giữa chúng ta. Chúng ta phải biết trân, biết quý tất cả những khoảnh khắc, tất cả những con người, tất cả những điều kiện ấy, để mình vượt lên trên, ngày một vượt lên hơn nữa, giúp cho đời mình thánh thiện, giúp cho dấu chân của mình có thể nói được là dẫm trên dấu chân của mục tử tối cao của chúng ta, dẫm trên dấu chân, đặt đời mình, ướp đời mình trong ơn thánh của Chúa. Anh chị em đứng.